Một buổi sáng thật tuyệt vời khi đón ánh bình minh tại một nơi rừng núi hoang sơ như thế này. Không chỉ có một thiên nhiên hoang dã mà Ngọc Anh còn nghe nói là cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số ở đây vẫn giữ được nhiều nét văn hóa sinh hoạt mộc mạc từ xa xưa của họ. Và bây giờ thì Ngọc Anh bắt đầu cuộc hành trình xuống Bản Lách để tìm hiểu cuộc sống của những người da đỏ. Chào em. Chào buổi sáng, chào chị. Bây giờ em sẽ dẫn chị đi thăm Bản Lách. Từ nãy giờ mình đã đi được quãng đường khá xa đúng không anh? Vâng, được hơn 2 km rồi chị ạ. Đây là một tour chắc là những khách du lịch đến đây tham quan rất thích phải không? Vâng, người ta rất là thích đi bộ còn vừa thưởng thức cái khung cảnh xung quanh. Hòa mình với những thiên nhiên nhất. Vâng, đây là suối Thanh Kim chị ạ. Đoạn này qua suối chị đi cẩn thận nhé. Em ơi, đây có phải là nơi cung cấp nước cho các ruộng bậc thang ở đây không? Đây là cái cối giã gạo bằng nước, cũng là nơi cung cấp nước cho các cái ruộng ở xung quanh đây luôn nhỉ. Dòng nước chảy từ trên cái khe núi xuống. Người dân người ta sử dụng sức nước để giã gạo. Đây là lần đầu tiên mà Ngọc Anh có thể nhìn thấy chiếc cối giã gạo rất là thông minh như thế này và nó sẽ tiết kiệm được công sức của những người dân ở đây. Đoạn này đi lên dốc một đoạn là hơi mệt đấy. Con đường khá dài, bây giờ rất là mệt, cứ lên dốc rồi xuống dốc. Và bây giờ đằng trước mặt anh đã nhìn thấy những ngôi nhà lô nhô rồi. Chắc là mình tới bản rồi đúng không em? Dạ vâng, đến bản rồi đấy chị ạ. Ở Sapa mùa này lúa đã gặt xong xuôi nên thời gian rảnh rỗi, những người phụ nữ dân tộc thường tập trung vào việc may vá, thêu thùa. Đây là bộ trang phục chị tự làm đúng không? Bộ trang phục này thì sẽ mất khoảng bao nhiêu thời gian ạ? Lâu đấy, làm 1 năm rồi được. 1 năm á? Lâu thế? Lâu chứ, dạ. Khổ làm quá. Thế à? Đây là gì thế hả chị? Chị rất đại ức của mình. Người Dao ở đây là có cái khăn màu đỏ. Màu đỏ đúng rồi, mà tượng trưng cho cái sự may mắn. Chị ơi, ở trong nhà mình còn bộ trang phục nào nữa không? Chị có. Cho em thử được không? Có. Chị cho em thử nhé. Chị Mẩy, chị đang cố gắng để giúp anh hoàn thành cái mũ cũng rất là phức tạp này. Đấy là chị giúp, còn nếu như mình may một đội chiếc mũ này, có biết là mình có đội được không? Được chưa chị? Vậy là nhờ cô Mẩy đã giúp anh mặc bộ trang phục này, không biết là anh có giống một cô Dao đỏ không? Mình cảm giác hơi ngượng ngượng ngùng bởi vì chưa giờ khác trên mình bộ trang phục như thế này. Thiện thế anh mặc bộ trang phục này như thế nào? Rất là đẹp đấy chị ạ, giống người dân tộc đây này. Dạ, em cảm ơn chị, em về nhá. Dạ, em chào chị. Anh vừa được tìm hiểu về cuộc sống của người Dao đỏ và hơn thế nữa, anh còn được tặng một món quà rất dễ thương này nữa. Và bây giờ thì Ngọc Anh đang ngồi ở Eclos, đây là một vị trí đẹp nhất để có thể ngắm cảnh hoàng hôn. Và Ngọc Anh có nói với những người bạn nước ngoài của mình ngồi đây rằng đây là chiếc túi mà Ngọc Anh mang từ Bản Lách. You wear the red hat. Yeah, red hat. It's very... Yeah. Okay. Single shoe.